Thưa quý vị, việc xây dựng và phát triển thương hiệu một cách bền vững là mục tiêu quan trọng mà các nhà lãnh đạo, doanh nghiệp Việt luôn đặt ra. Để tiếp tục chương trình hôm nay, Ngọc Nhi mời quý vị khán giả sẽ cùng tìm hiểu quyển sách Hơn cả khởi nghiệp 2.0 của hai tác giả Jim Collins và Bill Lazier. Sách mở ra cho độc giả nhiều góc nhìn mới từ phong cách lãnh đạo, tầm nhìn cho đến chiến lược phát triển doanh nghiệp. Hãy cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây quý vị nhé. Hải Triều xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Thưa quý vị, một tuần nữa lại trôi qua và chúng ta đang đến với chuyên mục sách hay dành cho nhà lãnh đạo. Trên tay của Hải Triều lúc này là quyển sách Hơn cả khởi nghiệp 2.0. Quyển sách này của hai tác giả là Jim Collins và Bill Lazier. Quyển sách này được ra đời trên nền tảng của quyển sách Hơn cả khởi nghiệp trước đó, vẫn theo một góc độ nhìn nhận vào năm 2020 và thêm 4 chương và 15 tiểu luận với những câu hỏi và câu trả lời đầy thú vị dành cho những ai yêu thích khởi nghiệp sáng tạo và đặc biệt là công tác quản lý. Được ra đời trở thành một trong những quyển sách được yêu mến hàng đầu. Kèm theo đó thì quyển sách này có tới 550 trang và 9 chương, hứa hẹn sẽ trả lời rất nhiều những câu hỏi dành cho tất cả quý vị khán giả. Một điều nữa mà Hải Triều cũng mong muốn chia sẻ, nếu quý vị đang bâng khuâng và có nhiều câu hỏi liên quan đến khởi nghiệp và quản lý thì đây rõ ràng sẽ là một người bạn đồng hành cùng với tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm quyển sách này nhé. Jim Collins, nhà tư vấn dày dặn trong lĩnh vực kinh doanh và phát triển doanh nghiệp, một trong những nhà tư duy kinh doanh có tầm ảnh hưởng bậc nhất ngày nay. Những tựa sách nổi tiếng của ông đã được dịch ra tiếng Việt có thể kể đến: Vĩ đại do lựa chọn, Guess by Choice, Từ tốt đến vĩ đại, Good to Guess, Xây dựng để trường tồn, Build to Last. Bill Lazier là người thầy của Jim Collins, chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư, là vị giáo sư giảng dạy nhiều năm tại trường luật của Stanford. Quý vị khán giả thân mến, một trong những yếu tố thành công của một công ty hay là một doanh nghiệp đó chính là hiệu ứng nhân rộng, đồng nghĩa với việc phụ thuộc vào nhà lãnh đạo. Ở trang 73 của quyển sách này cũng viết như sau: nếu bạn là người đứng đầu, phong cách của bạn là tấm gương cho toàn bộ tổ chức. Hiệu ứng nhân rộng theo cả hai hướng tốt và xấu là phong cách do bạn thiết lập ở trên cao, có tác động đến mô hình hành vi của tất cả mọi người trong công ty. Điều này vô cùng quan trọng đúng không ạ? Tác giả đã đưa ra cho độc giả 7 yếu tố trong phong cách lãnh đạo: chân thật, quyết đoán, tập trung, dấu ấn cá nhân, kỹ năng nhân sự, giao tiếp, luôn tiến tới. Ngoài ra thì tầm nhìn cũng là nhân tố chính ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển của công ty, doanh nghiệp. Tác giả đã tóm tắt hướng đi căn bản bao gồm: bắt đầu từ tầm nhìn, chuyển sang chiến lược và sau đó là chiến thuật. Qua đó cho thấy tầm nhìn có 3 phần căn bản: giá trị và niềm tin cốt lõi, mục đích và sứ mạng. Quý vị khán giả thân mến, góp phần cho sự thành công của công ty hay là doanh nghiệp thì yếu tố chiến lược vô cùng quan trọng. Tác giả cũng chia sẻ chiến lược chính là phương pháp để công ty có thể đạt được những sứ mệnh đề ra trước đó. Ở trang 303 thì tác giả cũng đã đưa ra 4 nguyên tắc cơ bản khi thiết lập chiến lược một cách hiệu quả. Thứ nhất, chiến lược phải phát sinh trực tiếp từ tầm nhìn. Nên nhớ, không thể nào thiết lập chiến lược nếu bạn chưa có ý tưởng rõ ràng về điều bạn cố gắng thực hiện. Tầm nhìn đi trước, rồi mới đến chiến lược. Thứ hai, chiến lược phải tận dụng được điểm mạnh và năng lực riêng của công ty. Hãy làm những gì bạn giỏi. Thứ ba, chiến lược phải thực tế. Cuối cùng là chiến lược được thiết lập với sự tham gia của những người sẽ tiếp tục triển khai. Quý vị khán giả thân mến, trong quyển sách Hơn cả khởi nghiệp 2.0 thì hai tác giả cũng chia sẻ rất nhiều những phương pháp để giúp cho doanh nghiệp của mình thành công và phát triển. Trong đó trọng tâm chính là đột phá trong ý tưởng. Để làm rõ nhận định trên, tác giả cũng đã xác định 6 điểm căn bản cần thiết để trở thành một công ty đột phá, bao gồm: đón nhận ý tưởng từ khắp nơi, trải nghiệm làm khách hàng, thử nghiệm và sai lầm, năng lực sáng tạo, tự chủ và phân quyền, khen thưởng. Theo tác giả thì việc tổ chức những buổi trao đổi
về triết lý của công ty với tất cả nhân viên là một việc làm rất cần thiết, vì khi đó mọi người trong công ty sẽ thấu hiểu được nhau. Ở trang 492, tác giả viết rằng tổ chức những buổi trao đổi về triết lý của công ty với tất cả những nhân viên mới, nếu được nên làm trực tiếp theo nhóm hay với riêng từng người, nếu điều kiện không cho phép do hạn chế về mặt địa lý hay số lượng nhân viên quá đông, bạn có thể chiếu phim. Quý vị khán giả thân mến, của những trang sách thì tác giả cũng khắc họa và chia sẻ chúng ta về một công ty vĩ đại. Một công ty vĩ đại thì chưa hẳn đã là hoàn hảo, mà cũng chẳng có công ty nào là hoàn hảo, bởi đơn giản phía sau lưng nó cũng có đầy những vết sẹo. Một công ty vĩ đại nó giống như một vận động viên vĩ đại, đôi khi thì cũng phải va vấp và mờ nhạt. Nhiệm vụ của chúng ta là vượt qua những khó khăn và đứng lên, ắt hẳn chúng ta sẽ thành công. Quý vị khán giả thân mến, với những hình ảnh và thông tin vừa rồi của quyển sách Hơn Cả Khởi Nghiệp 2.0 cũng đã khép lại thời lượng dành cho chuyên mục hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.